Chỉ với 2,5 triệu trên một cc filler, bạn sẽ nhận lại được những gì? Bạn sẽ được làm tại phòng khám được cấp phép top 1 Việt Nam về filler Botox, được bác sĩ có chứng chỉ hành nghề làm. Bên mình chuyện làm cho những người nổi tiếng, hot girl, KOL, những người có yêu cầu khắt khe nhất và làm hài lòng bất cứ ai. Tư vấn chân thật, thuốc được sử dụng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bạn biết mình được sử dụng những gì. Hotchat cam kết vì sản phẩm đầu ra. Hotchat có chế độ chăm sóc sau tiêm, có chế độ bảo hành trọn đời. Độ chuyên khách cũ, Hotchat luôn dành những điều tốt nhất cho bạn. Bạn bỏ tiền ra, bạn phải nhận được giá trị xứng đáng.